Xin chào các bạn, hôm nay VnOnly xin hướng dẫn các bạn cách cài đặt phần mềm XLS2SQL. Đầu tiên các bạn vào website www.phanmem.vnonly.com. Sau đó các bạn có thể search cái từ đó là XLS. Thì sẽ có cái bài đó là cách cài đặt phần mềm XLS2SQL. Đó, và bài này thì đầu tiên là các bạn kích download cái phần mềm này về. Ở đây phần mềm XLS2SQL thì cho phép người sử dụng có thể nhập dữ liệu từ bằng file Excel vào SQL. Thì ở đây VnOnly sẽ sử dụng cái phần mềm XLS2SQL để giúp khách hàng có thể import file Excel vào phần mềm VnOnly, ví dụ như import danh sách khách hàng hoặc danh sách nhà cung cấp cho nhanh. Ví dụ khi mà các khách hàng có sẵn một cái danh sách bằng file Excel thông tin khách hàng hay nhà cung cấp thì có thể sử dụng cái phần mềm này để import vào cho nhanh, chứ không cần phải nhập từng thông tin từng khách hàng một vào trong phần mềm. Hoặc có thể import bằng cái cách đó là sử dụng để import cái chính sách giá khuyến mại, thì các bạn cũng có thể xem cái bài này. Import chính sách giá khuyến mại, ví dụ như ở đây là giá đặc biệt chẳng hạn, thì ở đây cũng có bài hướng dẫn. Đầu tiên các bạn kích khi mà nó ra đường link driver thì các bạn kích vào cái mũi tên tải về. Ở đây máy tính mình thì đã có lưu sẵn cái phần mềm này rồi, cái mục này. Thì các bạn khi mà tải về nó sẽ là file.zip, thì các bạn kích chuột phải sau đó giải nén ra thì sẽ ra cái thư mục đó là XLS2SQL. Các bạn kích tiếp vào thư mục bên trong này. Thì đầu tiên các bạn chạy cái phần mềm XLS2SQL file.eg này. Ở đây các bạn bấm next. Next tiếp, chọn accept, bấm next, next tiếp. Đó, lúc này có thể để tạo một cái shortcut ở ngoài default. Sau đó các bạn bỏ dấu tích văn này đi, mình sẽ chạy sau. Sau đó bấm finish, rồi các bạn tìm đến cái thư mục crack này. Thì các bạn copy cái file crack này vào cái file mà đã cài đặt. Thông thường nó sẽ cài đặt ra ủ C program file hoặc là program file x86. Thì các bạn tìm đến program file sau đó gõ chữ x. Đó, thư mục là xls2sql. Thì các bạn chuyển cái file này, copy file này sang. Để ghi đè lại cái file cũ trước đó. Thì ở khi đấy các bạn sẽ chạy phần mềm lên và nó sẽ không hỏi cái key đăng ký nữa, tức là không phải bàn chứng từ nữa. Lúc này đã có biểu tượng XLS2SQL ở ngoài màn hình thì các bạn kích chạy lên. Cái chỗ mục server này là các bạn điền thông tin kết nối đến cơ sở dữ liệu ở phần mềm mà các bạn đang sử dụng. Ví dụ đối với lại máy chủ là máy chứa cơ sở dữ liệu thì thông thường sẽ là local như này, sược VnOnly. Ở đây do mình đang cài Internet và VnOnly 1, còn thông thường các máy của khách hàng sẽ là VnOnly. Database là VnOnly-inb. Cái chỗ Authentic này thì các bạn chọn là SQL Server. Username thì là VnOnly-admin. Password là VnUNI. Ngược lại của từ admin đó là ninja. Sau đó các bạn bấm connect. Đó, connect xong thì ở đây để import thì các bạn chọn đến cái mục đó là new form for importing. Đấy. Vậy lúc này các bạn cần import gì thì các bạn chỉ cần chọn đến cái data file, tức là cái file Excel mà các bạn đã lưu. Còn ở mục bên dưới này là cái table, tức là import vào trong phần mềm bán hàng VnOnly thì các bạn import vào cái bảng nào. Ví dụ như nếu các bạn import vào cái bảng đó là bảng danh mục thông tin của khách hàng thì nó là TBM Customer. Đó thì các bạn chọn New Form for Importing. Chỗ data file này thì các bạn chọn đến cái đường dẫn file Excel mà các bạn đã làm trước đó. Và quan trọng nữa là import vào cái SQL, bảng SQL nào thì các bạn chọn. Như vậy vừa rồi VnOnly có hướng dẫn xong cách cài đặt phần mềm XLS2SQL. Và sẽ có những video sau hướng dẫn
ví dụ như cách import cái thông tin của khách hàng hoặc nhà cung cấp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.